What's up guys? Welcome back to my channel. Welcome back to Mix It Up. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Gracias. Đó chính là tiếng Tây Ban Nha. Và hôm nay chủ đề liên quan của cocktail chúng ta hôm nay sẽ chính là Margarita. Margarita hay còn gọi là Margarita. Đây là một loại cocktail có thể rất là khó để phát âm. Đó là gọi là Margarita. Hay là ngắt khúc ra là Margarita. Người Mỹ sẽ đọc là Margarita. Đọc nhanh, Margarita. Và đây cũng là một loại cocktail mà có thể nói rất rất phổ biến, rất được nhiều người yêu thích cho tận đến bây giờ. Các bạn biết không, ở nước Mỹ thì mỗi năm vào Cinco de Mayo, đó là cái ngày độc lập của Mexico, thì không hiểu sao mà người Mỹ lại rất là thích party, rồi rất là thích chạy đến những cái quán Mexican bar hay là restaurant á. Họ sẽ order margarita là một trong những thức uống mà họ sẽ được bán rộng rãi nhất vào ngày này. Và cũng như là những shot của tequila là cái base spirit, có nghĩa là cái loại rượu chính ở trong cái món cocktail margarita. Cocktail này xuất xứ từ Mexico vào những năm 1938 ở một quán bar ở Tijuana, và được sáng tạo ra bởi một người bartender. Ông ấy đã lấy nguồn cảm hứng từ một người actress, là một người nữ diễn viên, khi mà cô này thì không có bị allergy, có nghĩa là bị dị ứng với tất cả các loại rượu, chỉ có tequila là cái loại rượu mà cô ấy không bị dị ứng. Thì ông đã sáng tạo ra cái cocktail này từ cái việc là shot của tequila với một chút chanh và muối. Margarita sẽ có base spirit ở đây, có nghĩa là loại rượu chính trong cái món cocktail này sẽ là tequila. Tequila là một loại rượu mạnh được sản xuất ở Mexico. Và cái nguyên liệu chính của tequila sẽ là agave. Margarita là một cocktail được serve up theo như là bài bản. Nhưng mà ở Mỹ thì margarita được serve với nước đá, và trong cái ly có cái muối salt rim, là cái muối ở trên vành ly. Đó là người Mỹ người ta thích uống như vậy. Margarita sẽ có một cái mùi hương đặc trưng của tequila, đó chính là một cái mùi họ có thể nói là, nếu mà dịch thẳng sang tiếng Việt và theo họ cảm nhận, thì cái tequila nó sẽ có cái vị và cái mùi hương giống như là tiêu, hay người Mỹ hay gọi là smoky. Và cái hương chanh tự nhiên rất là nhiều ở trong cái margarita, cũng như là cái vị của triple sec, nó sẽ làm cho cái cocktail mình nó hòa quyện hơn. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu mix it up with margarita. Và để bắt đầu làm margarita thì chúng ta sẽ cần những công cụ cần thiết như là shaker, double strainer. Và một thành phần quan trọng nữa của margarita đó chính là muối. Muối này sẽ được dùng vào để trên miệng ly, hay còn gọi là salt rim. Và thành phần chính của margarita sẽ là tequila, đó là base spirit. Thứ hai sẽ là triple sec, là các bạn đã làm quen với triple sec rồi, đó là orange liqueur. Thì ngoài ra nếu không dùng triple sec, chúng ta sẽ có thể dùng cointreau hoặc là những loại khác của orange liqueur. Thứ ba sẽ là nước chanh tươi. Thứ tư, không quên một chút simple syrup. Và có một secret mà để làm cho cái margarita của mình nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, thì họ sẽ hướng dẫn trong phần khi mà họ làm nhé. Bước thứ nhất, các bạn sẽ cần 1.5 ounce của tequila. Bước thứ hai, chúng ta sẽ cần 0.5 ounce nước chanh tươi. ounce triple sec.
0.25 ounce simple syrup. Và một thành phần Hà có thể gọi là secret và có thể là quan trọng mà Hà đã học được từ những năm mà Hà làm bartender, đó chính là khi mà làm margarita, cái phần mà cái vị nó sẽ làm cho margarita nó mịn hơn và cũng như là nó thơm hơn chính là nước cam. Thì các bạn sẽ dùng 0.25 ounce nước cam hoặc là có thể 0.5 ounce nước cam cho những người mà thích ngọt. Và chỉ cần thêm đá và chúng ta cùng shake nhé. Sẽ được serve up theo như là cái phiên bản mà gốc của nó ở Mexico và cũng như là ở trên toàn thế giới thì họ hiểu được margarita sẽ là serve up. Thì có một cái dạng ly mà có thể dùng để serve margarita, nhưng mà ở đây thì họ không có ly đó, thì họ sẽ dùng martini glass thì cũng là một cái dạng ly đó. Kết thúc cái phần mà làm cocktail này, chúng ta sẽ cần một cái muối ở dòng thành ly, là một cái đặc trưng của margarita. Bây giờ họ sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mà làm cái đó. Và đã có cái ly với một cái vòng muối như thế này, chúng ta sẽ cùng đổ cocktail vào nhé. Vậy thì chúng ta đã có margarita. Để phần garnish thì các bạn chỉ cần bỏ một miếng chanh lên như thế này là đã đẹp rồi. Nhưng mà ở Mỹ thì Hào sẽ đổi cái phần này qua một cái ly với nước đá. Tại vì cái này là như thế nào, người Mỹ nó sẽ, họ uống như thế này. Không biết là những nơi thế giới như thế nào, nhưng mà nếu các bạn order margarita ở Mexico thì chắc chắn nó sẽ serve up như thế này. Nhưng mà Hào sẽ hướng dẫn với các bạn theo kiểu mà Hào đã được quen thuộc. Và đây là margarita của người Mỹ, kiểu Mỹ đúng không các bạn? Thì trẻ sẽ serve với lại nước đá, cũng phải có một cái vòng salt rim, có nghĩa là vòng muối ở trên cái miệng này như thế này, và một miếng chanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nhé. Cái mùi của tequila là cái mùi rất là nổi trội, và sau đó sẽ là một chút vị hương chanh và cũng như là triple sec các bạn sẽ được thưởng thức trong đó. Và finish có nghĩa là kết thúc về lại một vòng muối như thế này. Các bạn có thể thử tưởng tượng là người Việt Nam chúng ta sẽ ăn những loại thức ăn trái cây chua, những gì chua thì ăn sẽ ăn với muối. Thì margarita cũng vậy, nên là thức uống chua thì người Mexico đã thật là thông minh và sáng tạo khi mà họ đã để là một cái vòng muối như thế này, và cái finish là chua và cái muối nó thật là mặn mà và nó thật là đậm đà cho cái thức uống này. Chúng ta đã có một bài hướng dẫn về margarita thật là thú vị và thật vui phải không nào? Cũng như là thức uống này thật là đặc biệt để cho tất cả chúng ta có thể có thêm một thức uống nữa khi mà ra một quán bar, đi một đám tiệc nào các bạn muốn order thì đừng quên thử loại này nhé. Và nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe, chia sẻ rộng rãi và để lại những comment cho Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo của Mix It Up.